Xin chào các bạn đã đến với map thiếu thứ hai trong trận đấu giữa Godsend và FaZe Clan, map thiếu núp và đang có những hình ảnh của round thiếu Crystal. Một nửa round thi đấu đã trôi qua và FaZe Clan bên phía sai đã rồi. Trên tay của Crystal đang là một chiến kia nhưng vẫn có được cái đầu của Nico mà cái lên bắt đầu đây ra thì cũng đang là 3v4 dành cho FaZe ở trong khu vực bom xe A. Rain headshot được Makelele rồi, đưa tình huống về là Zen đổi mạng là nhanh. Brokki kẹt ở trong khu bom sai. Lock rồi, Olof Meister liệu có bay được như cái round thi đấu trước hay không? Đã có hai mạng dành cho Olof trong round thi đấu này rồi. Olof vẫn còn 100 máu nhưng mà gỡ luôn đến từ Maiden. Có sự cover đến từ Zen, không ngại gì mà gỡ luôn. Như vậy là về góp Zen rồi, tỷ số là 1-0 cho thi đấu Crystal. Vâng, như vậy thì đây là 1-0 dành cho bên phía ở Godsend, một khởi đầu khá là thuận lợi. Và vừa rồi thì có một chút vấn đề về mic, không sao cả, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu thứ hai. Map thi đấu lúc này là map thi đấu Godsend họ bắn cũng khá là tốt nha. Một map thi đấu mà cho thấy rằng là với cái chỉ số đó là 77% giành chiến thắng trong map thi đấu lúc. Không sao cả, hãy cùng quay trở lại với round thi đấu thứ hai thôi. Một round thi đấu rất mãn nhãn đến từ các thành viên ở bên phía team Godsend. Và có kit là một cái lợi thế quá lớn trong cái round thi đấu vừa rồi. Đội hình của bên phía team FaZe Clan trong round thi đấu này họ quyết định force buy ngay và những khẩu tech 9 đang xuất hiện. Vâng, vẫn là những khẩu tech 9 trên tay của Brokki. Giờ là thiếu set full bài bom xe, rất nhiều lửa được trả ra từ FaZe Clan, một biển lửa luôn. Maiden có mạng của Rain, Holomaster có một, rất nhiều những đổi mạng như Nico đã có cho mình double kill. Liên tục là tiểu giao tranh khủng khiếp ở trong bóng xe và Stigo đưa thì cũng về là 2v2. Cơ hội dành cho Godsend vẫn là nhiều khi mà họ đang kiểm soát được khu vực Heaven cũng như là lobby. Bom chưa thể được đặt đến từ FaZe Clan nha. Trên tay của họ chỉ là những khẩu Nico thôi và Stigo không nên tò mò tình huống này. Đối đầu với anh đang là câu Zera sau quả smoke. Stigo là người chiến thắng và giờ thì còn một mình Nico mà thôi. Nico giờ thì thăm mình sẽ là cực kỳ khó khăn. Chủ động dồn về góc đường này và có vẻ như vị trí của Nico cũng đã bị lộ. Bây giờ thì khẩu Nico đó là đầu ngay dành cho Makelele. Hai round đấu thuộc với các thành viên của bên phía team Godsend. Rất may là Godsend không để thua trong cái round thiếu force bài với FaZe Clan. Bài setup A rất đáng sợ. Maiden vừa rồi hơi mất thời gian phản xạ. Nico đã làm 2 rồi, nó cũng đã là quá đủ. Và bây giờ thì sẽ là round thi đấu Eco đến từ bên phía của team FaZe Clan. Và một chút khởi đầu có hy vọng dành cho đội hình của bên phía team Godsend. Giờ thì đến lượt FaZe Clan, họ sẽ Eco. Olof có cái giáp 1 đấy, chắc là xếp được nhiều tiền những round thi đấu trước. Đúng hơn là ở round thi đấu đầu tiên anh ta đã không nằm xuống. Một quả nade trả thẳng vào mặt của Brokki. DE Clan liệu có phát huy được đúng như cái tên của mình hay không? Rain giờ gây rất nhiều khó khăn ở trên nóc silo, nhưng mà trước đó thì Brokki đã nằm xuống rồi. Tiếp tục đi theo anh đó là câu Zera. Maiden đang làm chủ cái khu vực A long với một khẩu MP9. Lợi thế đối với họ là rất nhiều khi trên người FaZe Clan gần như không có giáp. Nếu như muốn giành chiến thắng trong cái map thi đấu này thì đội hình của bên phía team Godsend họ nên chơi tốt hơn. Stiko bắt đi được Nico và đó sẽ là round thắng thứ 3 dành cho bên phía của Godsend thôi. Khi đây là tình huống 2v5 và họ không nên mất súng, họ cần phải ổn định lượng tiền của mình. Rain vừa bị bắn yếu ở trên nóc silo, 19 máu còn lại. Cái khủng tích này trên tay Olof ấy ghê cực kỳ luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn. Giờ thì Olof sẽ phải nằm xuống thôi, chỉ là một mình Rain đã có một tình móc tốt ở khu vực A-log. Đó là mạng cho Zen, 3-0 thuộc về phía team Godsend. Anti-eco rất là đơn giản để cho Godsend mà thôi, họ không mất bất cứ một cái khẩu súng nào cả. Và giờ thì đến lượt FaZe Clan, họ sẽ full buy. Và đây thì sẽ là key round khi mà lượng tưởng của họ sau khi lên đồ là không nhiều. Maiden là người có 3 kill trong round thi đấu vừa rồi. Và đây sẽ là một round thi đấu được đánh giá là quá nhiều hy vọng dành cho bên phía của Godsend nha. Một key round. Nếu như thắng key round này sẽ là 5-0 dành cho bên phía của team Godsend. Hãy cùng xem họ có làm được hay không. Brokki tăng rất nhanh, cũng có những quả nade được ném ra khu vực A-long rồi. Lần này thì FaZe Clan đã không mắc phải cái thăm minh ném nade A-long của Godsend nữa. Rất nhiều tầm nhìn dành cho FaZe Clan.
mà Godsen họ chủ động không bắn ở khu vực Kara. Mà trên tay của Makelele đang làm một khẩu scout nha, nên cẩn thận. Nhưng Olofmeister làm gì mà còn 28 máu thế kia. Cao thì đấu súng, đúng hơn là thường dẫm lửa đến từ Olof. Và đã đẩy được Ram đến từ Stiko rồi. Rất liều lĩnh nhưng mang lại cho bên phía Godsen rất nhiều thông tin. Zen đang là người trấn giữ khu vực secret với một quả lửa. Tham Minh trả lửa lá chuẩn. Giấc Face Clan vẫn đang kẹt ở khu vực A-Long. Như vậy thì góc đường này sẽ cực kỳ khó check nha. Stiko làm một rồi. Bây giờ thì ngay sau đó thì Kozera đổi mạng và tình huống là 4-4. Bây giờ thì khẩu scout. Makelele không nên cương skill quá làm gì cả. Hãy nên bắn cẩn trọng ở khu vực dưới trần secret. Là những tuồng bắn lỗi skill của bên phía Godsen. Crystal đã làm quả bom rơi ở đây. Crystal nên làm thêm điều gì đó. Và khẩu scout đang được mang trở về. Và giờ thì Crystal muốn chọn cho mình một góc đứng cương skill thì phải. Makelele kết thúc với Brocky. Quả bom đang rơi ở một vị trí rất vất vả và sẽ khó khăn dành cho FaZe Clan. Rain vẫn đang di chuyển lên từ khu vực Ram rồi. Hãy cùng xem nào. Sẽ là một thế gọng kìm dành cho Godsend mà tôi. Bây giờ thì Rain tham mình, nhưng mà vẫn hạ gục được Crystal. Còn một cách Makelele cũng nằm xuống dưới tay của Nico. Một đoạn thi đấu mà Nico bắn cũng không trượt bằng cái mồm nào luôn. Godsend họ bắn trượt tầm khoảng 2 viên M4 đầu tiên thôi. Ngay lập tức nhận một viên AK của Nico vào mồm. Rõ ràng là bên phía của team Godsend họ đang quá yếu skill. Trận đấu này thì theo cá nhân mình đánh giá sẽ là 16-11 hoặc 16-13 dành cho FaZe Clan thôi. Vì đây là một map thi đấu núc, một map mà Cityside sẽ có rất nhiều lợi thế. Và Godsend thì thật ra họ hơi yếu skill một chút, nên là họ cần phải có cho mình những cái chiến thắng nó sâu hơn một tí ở bên dưới Cityside. Nhất là khi mà Brocky có vẻ như đã hết mana từ cái map thi đấu rất bay. Ở đây là một đoạn thi đấu FaZe Clan đang di chuyển rất đông ở khu vực A-Long nha. Mà tại sao cái bức tường smoke lại kiểu gì đấy kia. Thêm một quả smoke nữa được trả ra và vô số flash bay lên bầu trời. Tràn vào một secret đến từ FaZe Clan rồi. Godsend chắc chắn là biết điều này. Người trấn giữ cái khu vực secret lại đang là Crystal với chỉ một khẩu MP9. Cần thêm những sự backup đến từ đồng đội. Một quả smoke che đi khu vực dưới chân secret. Và đây là Crystal. Nhưng Crystal đã có một tiếng bút cho lên để bắt góc đứng headshot này. Có vẻ thì Crystal sẽ không đoán ra. Và rồi thì đầu lộ nhưng mà Nico lại trượt chân. Bây giờ thì Crystal vào mặt Nico đầu tiên. Nhưng ở khu vực outside A-Long vẫn còn đó là một người đang bay tờ. Đó là Olof. Đối đầu với Olof đang là Makelele. Và rất khó để Olof có thể hoạt động được ở cái khu vực A-Long. Makelele không có mắt. Nhưng mà Olof lại đang hạ cục thành công rồi. 4v4. Như vậy là FaZe Clan sẽ phải đổi hướng xuống khu vực bóng xe B ngay luôn. Khi mà thông tin ở bóng xe của họ đang là không nhiều. Ôi, đây là một tình huống kề lại vèn. Và giờ thì bộ đôi của FaZe Clan đang lên. Những một quả lửa chặn lại khá tốt. Trong bóng xe vẫn còn Maiden. Và Zen đang chủ động lùi về. Như vậy bóng xe B chỉ có lại một mình vị trí ở Crystal thôi. Quả bom sẽ được mang vào B. Ô kìa, tại sao Crystal lại nhảy xuống? Chúng tôi không hiểu vì sao Crystal lại làm như vậy. Bom sai à. Bây giờ thì sẽ phải rotate về. Và tình huống đi check bom này sẽ là 3 đấu 3. Nhưng mà skill của bên phía team Godsend sẽ là yếu hơn. Một mạng cho Stiko rồi. Phát hiện trong bom có người và chỉ còn lại một mình Kozera trong tình huống này. Một đầu cho Kozera. Vị trí của player Stiko ở đâu? Kozera biết vật đó sẽ là pha clutch. Ừ, nhưng mà Kozera lại nghĩ rằng người cuối cùng ở trên khung phòng điều khiển. Tỷ số là 4-1 dành cho bên phía của team Godsend. Nice try, Kozera. Đó vẫn là một round thắng dành cho Godsend và tôi. Khoảng cách được nâng lên là 3 round rồi. Đây sẽ là một round thi đấu mà Godsend dù họ giành chiến thắng, nhưng mà với việc mất đi 4 súng thì lượng tiền của họ đã được đưa về thế yếu rồi. Vâng, Nico súng secret đối đầu với những khẩu headshot bắn toàn mồm lại để thua trước một khẩu MP9 à. Tôi không hiểu tại sao Crystal lại nhảy xuống. Khi mà cái góc đứng Crystal nó rất đẹp đúng không? Crystal lại nhảy làm gì? Không, Crystal có đấy là chủ động nhảy bởi vì nghĩ là đối phương mở cửa đó. Tạo bất ngờ, đây vẫn sẽ là full bay. Và không có một ai chặn lại bài này. Ừ, trong bom sai đang yếu máu. Câu sai đang có mạng của Maiden. Cực kỳ yếu máu rồi nhưng Crystal chỉ đổi được một. Và tình huống đưa về là 4-3. Bây giờ thì đội hình của bên phía team FaZe Clan họ chiếm lại được vị trí và đó là cực kỳ đẹp. Không có tuống chặn rớt. Và tỷ số sẽ là 2-4 dành cho bên phía của team FaZe Clan thôi. Rất dứt khoát đến từ những anh chàng ở bên phía FaZe Clan. Một quả lửa trả ra đốt đi rất đau. Nhưng mà họ vẫn quyết tâm là vượt qua luôn. Như vậy là bom xe thủng. Và round thắng thứ 2 dành cho FaZe Clan đang đến rất gần rồi. Zen thậm chí có thể sẽ bị bắt lại. Olof đang có tham minh kê lại khu secret. Nhưng bây giờ thì Zen lộ đầu. Ôi,
ơi, bắn tay quá to đến từ bên phía của team FaZe Clan. Và giờ thì chỉ còn lại một mình Makelele thôi. Trận thi đấu này cái khả năng aim của Godsend đang là quá kém do bên phía của FaZe Clan. Thế mà họ vẫn thắng được 3 game thi đấu nha. Họ chỉ thua một trận duy nhất thôi. 3 trận. Và xem nào. Úi giời. Úi giời. Đây sẽ là một round thi đấu phải bài đến từ các thành viên ở bên phía team Godsend. Có vẻ như cái bài đánh nhanh này thì bên phía của team FaZe Clan họ sẽ làm lại. Godsend chưa thì chống trả được. Cái mà Godsend thiếu trong cái tình huống chạm rớt cửa vàng đó là quả nết chuẩn tham minh. Quả nết đó sẽ khiến cho đội hình của bên T-side khựng lại, đứng trên quả lửa sẽ đốt đi rất đau. Nhưng vừa rồi thì không có một quả nết nào cả. FaZe Clan phi quả lửa mất tầm 30 máu mà thôi. Và họ đã gây bất ngờ cho Godsend với cái tham minh phi của mình. Và câu Tera lại tiếp tục nhảy qua sông đối đầu với anh làm của pha map đó là Nico phải nằm xuống, mất ram luôn trước cái điều gì xảy ra. Một Crystal bắt được Nico trong một cái tình huống đẩy lobby 4v4, nhưng mà lợi thế dành cho FaZe Clan đang là quá nhiều rồi. Ổ lốp đẩy lên khu vực bảng điều khiển sẽ không phải là những hướng liều mạng đấy từ ô lốp đâu. Một quả flat được trả ra nhưng giờ lôi bom giữa đường. Maiden không tận dụng được cơ hội và thêm một tình huống cover đến từ câu Zera. 2v4 này là Godsend thì đó là không có bất cứ một cơ hội nào cả và sẽ là một round thắng thứ 3 trong vánh cho FaZe Clan mà thôi. 3 round đấu mà FaZe Clan họ đã làm được ở bên phía T-side. Bây giờ thì Godsend, thật sự thì chúng tôi không còn quá nhiều hy vọng dành cho Godsend nữa. Một trận thi đấu mà họ đang phải nói là thi đấu chật vật nhỉ. Chắc chắn là FaZe Clan biết rằng họ outskill đối phương nên là họ đang áp dụng những cái tactic rất là OVD, bắn đè skill phi láo rất là nhiều. Vừa rồi nhất stick cô biết là sẽ xuống gốc nhá, mà thà bắn nhau thì bắn nhau luôn đi, nhưng lại còn nhảy lên thành để có thể nhảy xuống dưới á. Cũng đen cho Stigo khi vừa trả quả smoke ra thì câu Zera phi qua luôn. Đây này, đấy, nhảy này. Không hiểu là tình huống nhảy thì phải có cái gì nữa. Có vẻ như Stigo vẫn hy vọng là rằng là anh ta có thể sống sót trong cái tình huống vừa rồi. Nhưng mà điều đó thì đã không xảy ra. Khu vực Ram mà clear thì gần như bomb CB sẽ không thể bách về kịp cho bên phía City side. Trận này Rocky 005 kìa. Trận đầu trước thì Rocky gần như áp đảo, trận đấu này Rocky vẫn chưa được chơi game. Đầu trước thì Rocky đóng vai Đức Mẹ Đồng Trinh. Không biết là map thiếu này thì có làm điệp viên 007 hay không nữa. Rocky lần này thì đang là người đi đầu cho bên phía của Godsend, cho bên phía của FaZe Clan. Đối đầu với anh chỉ là những khẩu lục thôi. Crystal định làm gì đó trong quả smoke thì đã không thành công. Rocky nhá ra. Anh đâu lấy à? Mình làm gì có thể ở đó nhờ. Anh Lê lại đổi 2 rồi. Round thì đầu rất bất ngờ đến từ cả hai team và tình huống được đưa về là 3v3, lợi thế vẫn dành cho FaZe Clan khi Stiko không có giáp và lượng bom của họ vừa trội hơn cũng là khá nhiều. Bom xe đã hoàn toàn trứng trải. Đúng là như vậy rồi, đặt bom dễ dàng dành cho FaZe Clan mà thôi. Đây là tình huống muốn lên ven luôn tới từ Makelele và quá sai lầm. Trong tình huống này thì Stiko cũng như là Zen có cho mình hai khẩu AK. Tình huống đấu 2v3 nó sẽ là cực kỳ khó khăn. Tỷ số sẽ là 4 đều dành cho bên phía của FaZe Clan thôi. Mỗi đội của bên phía team Godsend sẽ giữ lại cho mình hai khẩu súng này. Round thắng thứ 4 dành cho bên phía của FaZe Clan. Nói chung là bên phía của Godsend bây giờ họ không được phép bắn cương skill quá nhiều vì đội hình của FaZe Clan đang áp đảo hoàn toàn. 4 đều mà lượng tiền của hai bên hoàn toàn có thể full buy được trong cái round thi đấu tiếp theo. Sẽ là rất căng thẳng dành cho rất căng thẳng trong cái round thi đấu tiếp theo dành cho những anh em đam mê bộ môn số học. 4 đều rồi. Round thi đấu sau sẽ full buy được đến từ các thành viên của bên phía team Godsend. Và lượng tiền của FaZe Clan thì cũng đang bắt đầu ổn định hơn. Đừng nói với tôi là trong những khoảnh khắc căng thẳng như này mà lại có những tình huống xoay nha. Holomeister không thoát khỏi cái tình huống cây đẩy của Stiko rồi. Sẽ là xét xử thành công thôi. 4 đều hoàn toàn có thể bay được thoải mái đến từ Godsend. Một cái lượng tiền đang là rất cao và Godsend họ sẽ phải chống chọi được điều đó. Makelele đã cố gắng đổi 2 rồi nhưng mà những vị trí khác thì bên phía team Godsend họ vẫn chưa thể lấp đầy được. Trong cái map thiếu này thì đội hình của Godsend đang bắn rất đều nha, 5 frag 6 frag này. Còn FaZe Clan thì ngược lại một chút khi mà 3 player bắn được 7 frag rồi, nhưng Brokey thì hơi thọt. Tactic cổ tham màu đến từ Godsend.
time out đã hết và round thi đấu thứ 9 key round dành cho Godsend thì túi tiền của họ cũng không còn đầy nữa. Round thi đấu này đang đổi hướng ra khu vực A long, lobby chỉ là những và cây đẩy thôi, còn lại thì Face Clan muốn dồn đội hình đến 4 người với vị trí của Rain thì Silo để kê lại những tình huống đẩy ở khu vực Secret. Nhưng mà Makelele cùng với Zen đang có một góc bắn kẹp chéo khá đẹp ở Gara cũng như là sau khu vực thùng xanh. Để cả hai team vẫn đang rất chậm rãi trong tình huống di chuyển mà thôi. Rồi thì các thành viên của bên phía team Godsend, họ đang giữ cho mình đó là một đội hình khá là đông người của bom sai A. Còn trong bom sai B vẫn đang di chuyển Ram tới được Stinko thôi. Hãy cùng xem là có vẻ như Face Clan họ đang muốn set bài khu vực outside A-Long. Một cái bài đánh che đi khu vực Gara, che luôn cả mini rồi. Họ sẽ tăng vào khu vực Gara lửa Secret. Thôi xong, ở trong khu vực Gara thì đang có đó là vị trí của Crystal Defy. Nhưng bây giờ thì Maiden kết thúc đi được câu Zera bằng một quả nét. Và cũng là một tình huống spam từ trước đó. Khu vực Secret đã được thông tới từ bộ đội Nico và Rain. Chưa có một tín hiệu nào là back về khu vực Secret hay bom CB đến từ Godsend cả. Họ chưa biết được rằng là khu vực Secret đã được tấn công bởi Face Clan. Những quả smoke vừa rồi thì khả năng cao nhất đó là bên phía Face Clan sẽ di chuyển xuống Secret rồi. Bây giờ thì Stiko đã back về rồi nhưng lộ vị trí bị kẹt ở trong khu vực trung tiêm. Nhưng đó thì cũng one tap đến từ Stiko nằm xuống ngay dưới khẩu ọc của Brokey. 3v4 là vẫn làm tiếng biter trên khu bom xe A của Olof. Thằng Olof làm gì vậy? Làm gì có ai của bên phía Godsend ở bom xe A đâu. Maiden đổi một và Olof cũng bắt đi ở bên phía Crystal 2v2. Bom đã đạt thành công nhưng Olof chắc chắn đã lộ rồi. Nhưng Olof đang chọn một con đường di chuyển khôn ngoan hơn, sẽ không di chuyển vào cái tâm của Maiden. Thôi xong rồi, khả năng là Maiden vẫn sẽ bị gục với Olof. Nhưng bây giờ thì Maiden đã nhìn thấy Olof từ trước đó. Bắn quá lỗi skill đến các thành viên ở bên phía team Godsend. 5-4 thuộc về Face Clan, một cuộc comeback khá là mạnh mẽ. Và giờ thì bên phía của team Godsend đó yếu tiền trong round thi đấu này, sẽ có half buy thôi. Ôi, lên M4 không giáp luôn nữa. Không, nhưng mà đúng rồi, Gen lượng tiền là khá nhiều anh ạ. Như có thể thấy là họ lên M4 này, họ lên giáp 1 này vẫn còn khoảng 2.000 cơ mà. Phóng bay luôn em ạ. Em nghĩ đây là một round thi đấu half buy thì đúng hơn, khi mà chỉ có một mình Stigo là để là mua hết thôi. Còn Maiden lượng tiền như này thì round thi đấu sau vẫn có thể mua được farm map, cả Gen cũng vậy. Thật ra thì mua M4 thì có bắn nhau lại với Face Clan đâu. Hãy cùng xem những uống câu may đến từ các thành viên ở bên phía team Godsend. Và vẫn sẽ chiếu cho mình khu vực outside A-Long. Semi buy mà có đến tận 3 khẩu M4. Liệu những khẩu súng này có thể lên tiếng trước những khẩu AK đang chứng tỏ là vượt trội hơn rất nhiều của bên phía Face Clan hay không? Vẫn làm round thì đấu di chuyển đông A-Long. Chủ động sẽ là lần này thì không có bất cứ một quả smoke nào cả. Sẽ là bất ngờ lớn dành cho đội hình của Godsend đây. Không có những cái khẩu súng ngắm để có thể có được một tầm nhìn rộng rãi ra ngoài khu vực A-Long. Mà M4 đấu với AK thì lợi thế chắc chắn là nghiêng về phía T-side rồi. Giờ thì đội hình của Godsend họ vẫn đang giữ lại. Face Clan sẽ khá là khó đoán khi mà bên phía của team Godsend vẫn còn M4. Như vậy thì sẽ làm tình huống lên cao, lộ tí rồi, Zen đổi một của Nico. Và giờ thì tiếp tục là một tình huống Maiden cương steal lên. Rain vẫn tiếp tục đổi đi cho mình cái mạng của Maiden. Tình huống này đang là 2v3 rồi, Makelele hạ gục đi Olof Meister thành công. Với việc Olof Meister nằm xuống thì Face Clan họ đã không thể di chuyển lên khu vực Secret nữa. Đổi hướng về mini rồi. Nhưng trong bom xe đang là vị trí Makelele kê lại với một góc rất đẹp, khẩu AK nữa nha. Góc này không phải là góc check. Nếu bộ đội Face Clan di chuyển hớ hênh thì một mạng nằm xuống là điều chắc chắn. Nhưng mà Makelele lại giạt ra góc đứng hở người trước cơ. Brokey đang check vào rồi. Vâng, tay quá nhỏ tới từ vị trí của Makelele. Và giờ thì Crystal bị chặn lại bởi một quả lửa. Cái góc đứng vừa rồi ấy, mà cái góc đứng đầu tiên ấy là góc đứng mà rất ít khi bị có thể là check vào. Giờ bắn lỗi skill này, vị trí của Rain đã lộ ra. Mà thôi, tôi không còn điều gì để nói với khả năng êm của Rain nữa. Sau 4 cho bên phía của Face Clan và round thi đấu này vẫn sẽ là tiếp tục bài được đến từ đội Godsend. Vẫn để thua cho một tình huống 2v4 dành cho Godsend. Rất là khó tin. Bộ đội Brokey và Rain đã clutch thành công từ vừa rồi. Mà sẽ là lớn nhất chắc chắn là Michael Lele rồi.
mà anh ta chơi góc xe thì lại chết chay. Góc kê có vẻ là không được khôn ngoan cho lắm. Với việc để thua trong trận đấu vừa rồi thì Gosen họ vẫn có thể full buy được thôi. Stigo đang phải bắn cho mình một khẩu mới vị trí, và quan trọng là Makelele đã có off được cho mình một khẩu off giáp hai. Có vẻ như Makelele bắn off nhiều quá nên tay để bắn một khẩu rifle. Thật sự những tình huống kê góc trước đó là rất đẹp rồi, nhưng thôi xong rồi. Bây giờ bên phía của team Fake là họ ép lên, quả lửa có vẻ như cũng là lỗi phải. Tôi đang thấy rằng có cũng trả ngược ra tới từ vị trí của Zen. Giờ đội hình của Fake Clan họ trả ra rất nhiều lửa. Và đã có một tình huống bay tơ. Giờ thì Nico lộ ra một free kill dành cho Zen rồi. Nico đã phải nằm xuống. Bây giờ thì các thành viên của Fake Clan họ sẽ làm gì tiếp theo đây? Mất đi người bay tơ ở khu vực A-Log và khu vực Ram đã được kiểm soát. Fake Clan họ dễ di chuyển như thế nào khi mà xuống B chắc chắn là gặp khẩu MP9 của Stigo. Còn nếu mà di chuyển đến Heaven thì sẽ bị chặn lại bởi vị trí của Zen. Fake Clan họ vẫn đang rất chậm rãi mà thôi, và khả năng cao thì họ sẽ phải bỏ mạng, bỏ lại ít nhất là một mạng ở cái khu vực Under Heaven này. Dần lên đấu skill thua Zen rồi, công ty đổi mạng thành công và tình huống đang là 3-4 dành cho Fake Clan. Bỏ lên khu vực Heaven đến từ câu Zera, một Crystal cùng với video của Maiden chắc chắn là biết những cái điều này rồi. Nếu mà di chuyển về khu vực xe thì sẽ là một tin chẳng lành dành cho bên phía của Fake Clan. Giờ thì khu vực lobby di chuyển qua, Maiden đã quá tập trung vào khu vực Heaven. Vâng, tỷ số bây giờ vẫn sẽ là 7-4 thôi, từ một lợi thế 3-4. Nhưng mà bên phía của team Godsend họ vẫn để thua. Ô lốp đấm đến cho ba cái mặt ở trong khu vực bom xe. Tôi cũng hiểu là Godsend, cái sự phối hợp của đồng đội, sự phối hợp đồng đội vứt đi đâu hết rồi, không có ai cover cả. Từng người một đấu skill với ô lốp và để thua. Tỷ số chắc chắn sẽ là 7-4 dành cho Face Clan mà thôi. Stiko cố gắng xếp đi cái khẩu MP9 này. 7-4. Thật sự thì Godsend họ đang chơi đây. Stickle quyết định bắt đi Olof, nhưng nó cũng sẽ không quá quan trọng dành cho đội của Fake Clan. Round thi đấu vẫn sẽ có thể hạ bài được đến từ đội của Godsend. Liên tục là những tình huống mà Fake Clan gần như là không giống như họ đối đầu với những top team. Nhưng mà khi bắn với Godsend thì sao? Liên tục là tình huống Clan 2-4 này, 3-4 này, 1-2 này liên tục diễn ra ở đây rồi. Sao mà xe này bạn chỉ toán mặt đến từ Olof. Đây là thi đấu hát bài đến từ Godsend với những khẩu lục giáp tràn ra khu vực lobby từ cầu Zera rồi. Nếu đẩy vào thì pistol chắc chắn sẽ phải nằm lại rồi. Bên phía Face Clan họ cũng không muốn mạo hiểm, họ biết rằng đây là thi đấu mà Godsend họ yêu. Tốt nhất là không nên để rơi những khẩu AK vào tay. Vâng, bây giờ thì Kozera đang muốn ép khu vực lobby. Và tình huống này thì Brocky có một khẩu OK trực diện, chỉ cần đối phương mở cửa thôi là Brocky sẽ có free kill. Nhưng nhá trong bom site, Crystal vẫn nhìn được Kozera ở đó. Và có vẻ như đang có một tình huống tò mò ra khu vực cửa rồi. Giờ thì Crystal vẫn chưa bị hào hụt bởi Kozera. Cả hai team đã rền rứ nhau còn một phút đồng hồ mà thôi. Face Clan họ cần phải nhanh hơn. Crystal đẩy ra nữa làm gì vậy? Anh ta tin rằng là CZ có thể pick được AK47 ư? Không được đâu nha. Di chuyển xuống Ram đến từ Face Clan là lựa chọn của họ. Nhưng Stigo đang có một góc cây bút là rất đẹp. Ô lốp hơi trắng nha. Rain. Cái gì vậy? Bây giờ thì là qua ra kill rồi và chỉ còn lại một mình Nico thôi. Đây là một pha bắn mà chúng tôi chờ từ đầu trận đấu đến bây giờ. Một pha bắn Nico ngàn năm có một đến từ Stiko. Lợi thế xoay chuyển hoàn toàn luôn. Nên nhớ rằng đây chỉ là thi đấu hấp bài từ Godsend thôi nha. Còn một mình Nico thì làm được gì đây? Stiko mà bắn như thế này từ đầu trận thì đúng là làm gì mà Face Clan có thể dẫn sâu đến như thế. Bốn mạng rồi. Nico quyết định sẽ là xếp súng khi khoảng thăm mình là không đủ. 15 giây còn lại khi mà Nico đứng ở vị trí này thì nó sẽ không đủ tham để Nico có thể xử lý những tướng tiếp theo trong tướng 1v4. Ship súng thành công tới từ đội hình của bên phía team Fake Clan và tỷ số là 5-7 cho Godsend. Chúng tôi cần cái replay tình huống bắn vừa rồi của Stiko. Tôi cần hiểu tại sao tình huống Stiko dồn vào góc chết nhưng vẫn có thể có cho mình hai cái mạng nữa của bên phía Fake Clan. Rơi xuống rồi. Hai viên đi cổ, hai mạng. Quá là nhanh luôn, thêm vả mồm Brocky nữa. Qua ra kill trong vòng 5 giây, Stiko
đây xem ra thi đấu vẫn về full mind từ FaceClan mà thôi. Lượng tiền của họ vẫn còn khá khá. Godsend sau cái tình huống clutch vừa rồi của Tico, không biết là cái tinh thần của họ có được tăng lên hay không nữa. Anh nghĩ là sẽ có một cái sự boost tinh thần nhẹ đến từ đủ về phía team Godsend. Và chúng ta hãy cùng xem sự thể hiện của họ trong những cái round thi đấu tiếp theo xem nào. Vì dù sao thì Godsend họ cũng là một trong những team biết bắn bắt thi đấu noob cơ mà. Bây giờ thì Makelele cùng với những người đồng đội của mình đang giữ khá là đông ở khu vực Amsaya. Và bên phía của team FaceClan họ đang có thú bò chay thì phải. Đây rồi, bắt đầu có spot được ném ra. FaceClan họ đang chọn cho mình quyết định di chuyển rất đông người ở outside long. Chưa hề có tú trả smoke, đang vào để căn vết rồi. Orlop sẽ là người giữ lại ở khu vực ngay sát cửa nhà vàng. Và đây sẽ là một pha di chuyển vào A. Vâng, sẽ là tình huống đánh Nga từ lobby cũng như là mini. Vị trí của Zen cũng như Maiden sẽ là key player. Cần phải lắc ra chuẩn thả mình đến từ Zen. Tràn vào khu bóng xa đến từ FaceClan rồi. Maiden headshot Orlop Meister Rain đổi 1 trước khi nằm xuống. Double kill dành cho Michaelele. Broky và Nico 2v4. Liệu lần này Godsend có thể thua một cái tình huống hơn người hay không đây? Nico đã tràn ra được khu bonsai rồi. Broky có 1. Nico 1v3. Không có cơ hội khi người trên heaven đó là Stiko. 6-7 dành cho Godsend. Một loạt đấu thủ A thành công với những cái vị trí rất đẹp ở ngoài khu vực outside. Như vậy thì đây sẽ là một round đấu hấp bài được đến từ đội hình về phía team FaceClan. Và những player còn lại có tiền. Makelele phản xạ rất nhanh nha. Makelele đã có triple kill. Và cái khoảng thăm minh mà Stiko bò qua thì Nico chưa biết. 6-7. Có vẻ như là các thầy về phía Godsend chỉ bắn được hay ở những cái tình huống khó mà thôi. Còn những tình huống dễ thì họ rất dễ là bị lỗi skill. Hấp bài rồi. Và nên cẩn thận với những tình huống hấp bài của bên phía FaceClan. Những tình hấp bài của họ sẽ là rất nguy hiểm. Vì họ là một trong những team bắn cực kỳ nhanh với những khẩu tách 9. Một khi mà câu Zera cùng với Rain không bắn Nico thì chúng ta hiểu sức mạnh của khẩu tách 9 là như thế nào rồi. Ý đồ của FaceClan trong round thi đấu này sẽ là như thế nào? Những khoảng thăm minh đầu thì luôn luôn là những kê đẩy của FaceClan mà thôi. Đánh chậm là lối đánh ưa thích của họ. Và giờ thì đội hình của bên phía team FaceClan đang giữ lại ở khu vực Ram Bay. Và ở khu vực Ram thì đang là duy nhất cái tên Stiko. Một player đã tỏa sáng kịp thời trong cái game thi đấu trước. Và cũng mang lại rất nhiều những cái sự hy vọng. Bên phía của team FaceClan họ sẽ set smoke cho tình huống này. Quả smoke này của Broky sẽ được ném vào vị trí nào đây? Và sẽ là setup bài bom xe A mà thôi. Đây là một quả smoke cửa vàng để tràn xuống khu vực ven của bên phía FaceClan. Nhưng đây là một tình huống nhảy ra. Nếu nhảy ra sẽ gặp Maiden với cái khẩu M4 này. Có lẽ sẽ là fake thôi. Nhưng bây giờ thì đội hình của bên phía team FaceClan họ sẽ vào từ khu vực nhà vàng. Vâng, giờ thì bắt đầu trả bom ra. Maiden phải lùi về. Rất nhiều mạng dành cho các thành viên ở bên phía team Godsend. Và giờ thì Nico và hai mặt. Nico nằm xuống bởi Makelele. Và giờ đó là mạng dành cho Makelele. 7 đều dành cho bên phía Godsend. Và thắng trong một round thi đấu hấp bài. Chúng tôi chưa bao giờ vui đến như thế. Thật sự luôn. Như vậy tỷ số đã cân bằng rồi. Trong round thi đấu cuối thì Godsend đang tràn trề hy vọng để có thể có một tình một kết quả ít nhất là có lợi khi mà bước vào lượt second half. Hội trợ súng ở khu vực City Bay. Đây sẽ là một round thi đấu mà cả hai đều có cho mình đầy đủ nhất có thể những lượng item. Rớt làm cái gì kìa. Nico phi rất nhanh đã chiếm được cái khu vực thùng đỏ rồi. Có một người đã chạy 3 chân 4 cẳng xuống cái khu vực secret đó là Zen. Vâng, Zen di chuyển một cung đường hơi liều lĩnh một chút khi đã chạy từ City Bay ra Gara rồi vòng về Secret. Thường thì nguy hiểm. Nico vả mặt của Michaelele với một cú orb ở. Orb để thua AK và Nico. Có năm một kill dành cho riêng mình rồi. Để thua trong tình huống đấu skill với Stiko nhưng không sao cả. Vẫn là 4v3 dành cho FaceClan. Orlop vừa bị bắn yếu ở khu vực lobby. Cần phải có info được báo ra dành cho Stiko khi mà Rain đã móc Heaven rồi. Info ở đâu? Và nếu như với tình móc máy này sẽ là quá nhiều lợi thế dành cho bên phía của FaceClan. Có ai check lại hay không đây? Rain đã bị hạ gục bởi Zen. Như vậy thì đã có một tuống kê lại rồi. Bắt đầu tràn vào mini. Câu Zera đổi mạng của Zen thành công. Trong bom sai đang có hai người. Olof đang yếu máu.
Và Crystal bắt yếu được một player. Double kill dành cho Crystal hay không? Nhưng Sticko đã có hai mạng và chỉ còn lại một mình Kozera. Đây sẽ là pha solo 1v1. Kozera có bom và thời gian là 36 giây. Nó vẫn sẽ là đủ để cho Kozera có thể xử lý được. Nhưng với khoảng timing walk như thế này thì Kozera sẽ cần phải nhanh hơn. Có thể anh ấy sẽ xuống được cục bom side B. Sticko vẫn còn rất nhiều máu và đang chọn cho mình một góc đứng rất là khôn khéo. Với cái góc đứng này, anh ta có thể backup được cho bom side B rất nhanh. Và Kozera quyết định của anh chàng này sẽ là chạy một mạch từ khu vực ram xuống bom side B để đặt bom. 10 giây hoàn toàn có thể thoải mái đặt bom dành cho Kozera mà thôi. 24 máu còn lại, liệu Kozera có thể hoàn thành được cái tình huống clutch 1v2 này dành cho FaZe Clan hay không? Thật ra thì Kozera bắn AK thì cũng có khác gì một khẩu Deagle đâu. Và giờ thì Sticko đang chủ động nhà thôi, xong rồi. Thăm mình khả năng là đó là nhìn thấy được Kozera. 8-7 dành cho bên phía của team Godsend rồi. Và như vậy thì với con số 8 này, họ chỉ cần thắng Piston Round thôi, mọi thứ sẽ là có lợi dành cho bên phía của Godsend. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong phút, sẽ gặp lại nhau ở lượt thi đấu second half.
quay trở lại với lượt thi đấu second half. Godsen, hãy cùng xem họ bắn T-side như thế nào đây. Olof vẫn rất cẩn thận lên cho mình, đó là một quả smoke cũng như là kit. Xách đến 3 bom xe A cho tình huống này. Và bên phía của team Godsen, họ đang giữ đội hình khá là đông người ở khu vực lobby. Và giờ thì quả flash đem vào nhưng không ai trắng cả. Một đầu đi cổ, mây đêm đổi hai. Bây giờ thì đó không phải là triple kill, nhưng cầu Zera cũng là 3. Thôi xong rồi, đây sẽ là round thắng thứ 8 cho bên phía của FaZe Clan thôi. Và giờ thì đó là Rain. Cầu Zera làm 3 trong round thi đấu này, 8 đều thuộc về bên phía của FaZe Clan. Vừa nói từ hôm vừa rồi, FaZe Clan stack đến 3 người ở bom xe thì cũng hơi khó để cho Godsen có thể công vào. Chúng ta sẽ lại thử bắn từ cầu Zera, có lợi thế về vị trí và không bỏ lỡ rồi. Ba cái mặt rất nhanh mà thôi. Và như vậy là tỷ số được cân bằng là 8 đều. Đây sẽ là một round thi đấu mà Godsen họ chủ động eco thì không được đặt được bom trong cái round thi đấu pistol. Bắn city side thì FaZe Clan sẽ rất mạnh, nhưng thật ra thì bên phía team Godsen chúng ta sẽ cùng chờ đợi khả năng bắn T-side của họ. Một quả nết rất đau ở giữa Stiko, không có hy vọng gì nhiều để cho Godsen trong quả thi đấu cố trắng cả. Lên những khẩu Dingo để mong là pick đi được mạng ở FaZe Clan. Thì Brokey với khẩu scout nghe đẹp như này bắn trượt, một tình huống hơi ảo diệu nha. Tâm đã đặt giữa người rồi cơ mà. Nico đẩy xuống khu vực Secret, nếu đẩy lên thì sẽ có mạng dành cho Nico thôi. Cần một quả flash support đấy từ đồng đội. Chính ra trong map thi đấu này thì Godsen bắn T-side cũng là khá ổn. Hãy cùng xem một round thi đấu full bài thì họ sẽ làm được những gì. Lượng tiền của bên phía team FaZe Clan sẽ ổn định hơn sau round thi đấu cường Eco. Biết được rằng khu vực A long đồng từ Nico rồi. Một quả smoke với ý đồ gì đây? Quả smoke one way dành cho Nico rất là chí trá. Chí trá nhá, chí văn trá nhá. Maiden đứng ngay sau quả smoke này và chỉ cần một tiếng uống bò ra thôi thì mạng sẽ dành cho Cô Zera. Như vậy Cô Zera đã biết đối phương ở đâu. Và đó là round đấu thứ 9 thuộc về các thành viên của bên phía team FaZe Clan. Còn ở trận thi đấu giữa Contact Gaming và Not, như vậy thì match point lại dành cho Contact trước rồi anh em ạ. Để nó để thua Contact Gaming không, chính ra bây giờ nó cực yếu. Anh thấy là phong độ của nó không tốt, nó đang rất yếu. Đúng rồi, nó không hiểu vì sao phong độ của nó gần như là không ổn định. Trận thì bắn cũng ổn mà trận thì đây tiền hình này đã thôi xong. Thua Contact Gaming thôi xong. Rồi rồi, phi qua smoke không có flash tự tử à. Quay trở lại cái trận thi đấu này, Godsen sẽ vào thi đấu full buy nhưng mà hãy nhìn lượng bom mìn của họ đi, chỉ có đúng Mike Lele và Crystal là có một vài quả bom mà thôi. Như vậy thì bên phía Godsen họ định làm gì trong round thi đấu này? Quả smoke che mini cũng khá là kín nha. Và các thành viên của bên phía team FaZe Clan, một round thi đấu mà đây sẽ là một round đấu được đánh giá là key round dành cho họ. Một góc nhắm qua một tấm kính và Brokey. Bây giờ thì vào được mini rồi. Vâng, ở Ram cũng có người luôn. Brokey đang bỏ Ram và có vẻ như bên phía team FaZe Clan họ cũng đang bỏ Ram trong tình huống này. Liệu Brokey có phải trả giá hay không đây, khi mà tôi đã thấy một vị trí đứng rất đẹp dành cho anh chàng Stiko rồi. Stiko biết được vị trí của Brokey rút bom này. Quyết định của Godsen sẽ là di chuyển xuống đâu đây. Biết được rằng Ram clear, thêm một người nữa đẩy lobby, đó là Cô Zera. Và như vậy là tràn thẳng xuống khu vực bom CB đến từ Godsen. Còn lại một mình Olof Meister. Một khẩu Famas thì hơi yếu và tình huống đang là 5v3 dành cho Godsen. Quá nhiều cơ sở để có thể giành chiến thắng. Vậy thì có vẻ như FaZe Clan họ đang muốn đi xếp những khẩu súng này. Rain đang muốn xuống cố gắng vì vừa rồi đã có một tiếng bắt được mạng đến từ vị trí của Nico. Có vẻ bên phía của FaZe Clan họ vẫn đang muốn làm một cái điều gì đó. Nếu như Cole Zera ăn mạng thì nó sẽ là dễ dàng hơn. Bây giờ thì Cole Zera phả mặt được Stiko thành công. Tình huống lại được đưa về là 3 đấu 3 nhưng thời gian không còn nhiều nữa. FaZe Clan quyết định xếp cho mình 3 khẩu súng này. Tỷ số sẽ là 9 đều dành cho bên phía của Godsen. Rất may mắn là FaZe Clan họ không cứu bom. Vâng, nhưng mà cũng phải nói là Godsen họ còn tận 3 người nữa cơ. Và FaZe Clan họ cũng hài lòng với cái kết quả là Kozera loot về được của AK rồi. Hài lòng cả đôi bên. Không biết là ở trận thi đấu, không biết là ở trận thi đấu Not có thu được hay không nhỉ? Em nghĩ khả năng cao là dễ lắm. Nhưng mà Not Not pick Vertigo. Not hay pick Vertigo và Vertigo mà.
chỉ là chưa bắn thôi. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Và Vertigo mới thì con tắc chưa bắn. À đấy, có bắn nhưng mà thua 16-9 God Sen này. Rồi tôi chính God Sen. Khó nhỉ. Đây là một bài setup smoke ra khu vực A-Long rất là nhanh. Một bức tường smoke quen thuộc. Và có rất nhiều trong giải trí đấu lớn. Có vẻ như là Fake Clan đây sẽ là một key round đối với họ. Chỉ cần God Sen thắng round thi đấu này thôi, round đấu tiếp theo Fake Clan sẽ rất yếu tiền. Còn Sticko thời điểm hiện tại có vẻ như ăn quả nên rất đau. Farm tới từ Rain. Và cái góc đúng này ấy, chúng ta mà xem nhiều team Liquid ấy, thì TZZ bắn góc này cực kinh luôn. Ờ, hình như Rain đoán được video Sticko rồi. Nó đục trúng rồi. Sticko bắn kiểu gì mà vẫn vào mặt Rain vậy? Nhưng giờ còn Sticko... một máu. Thôi xong này. Rồi, thôi xong rồi. Số phận của Sticko chấm dứt. Nhưng mà vẫn là một tiếng bắn rất ảo nhé. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Sticko vẫn có lợi thế với khẩu AK. Khẩu AK bao giờ bắn viên vào đầu thì sẽ chết luôn. Và giờ thì trong bom sai B đang có bộ đôi của bên phía team Fake Clan bắt bay bom sai B hai người. Thì đây là những cái góc kê phải nói là được cực kỳ đẹp dành cho bên phía của team Fake Clan. Sẽ có smoke được ném ra. Không ai có thể check được vị trí của Nico kia đâu. Và giờ thì Crystal yêu máu đặt được bom thành công. Và sẽ rất bình tĩnh tới các thành viên của bên phía team God Sen thôi. Sủi thành công dành cho Crystal rồi. Và quả bom này đã đem đến những cửa nhỏ. Bị spam nhiều đến từ Crystal và quyết định gỡ luôn đến từ Nico. Được lao ra lấy thân mình lâm lộ cho Mai đến từ Olomaster. Và cuối cùng thì tactic đó đã thành công theo một cách không thể ngờ tới. Olomaster quyết nhảy xuống lấy thân mình che đạn cho người đồng đội của mình gỡ bom. Và điều đó đã phát huy tác dụng khi mà Nico đã có thể gỡ bom thành công. Đấy cũng là một tình huống fake. Vì bên phía của team God Sen họ không biết rằng ai là người gỡ bom. Đấy, họ chỉ cần biết là họ bắn được một người thôi là họ nghĩ rằng họ đã bắn được thanh niên gỡ bom rồi. Không có tình huống spam thứ hai nữa. Rất nhiều não đến từ Fake Clan. Nhưng mà đây cũng sẽ là một key round dành cho bên phía của team Fake Clan thôi. Và Sticko có vẻ như đang khá là may ở trong cái map thi đấu này. 19 rồi, bây giờ thì phát hiện ra đối phương. Olop, ôi ép luôn rồi. Một quả nết đem ra cũng rất đau, Olop Monster đã phải lùi về. Có vẻ như Sticko vẫn còn cay những cái tình huống đẩy ram láo của Fake Clan. Đang kế lại, cẩn thận. Một quả smoke mà ở trên cao vẫn có thể nhìn được. Và bên phía của team Fake Clan thì Fate. Vâng, có vẻ như có một quả flash để cho Kozera đẩy được ra và đúng là như vậy rồi. Nhưng Kozera cũng yêu máu. Phải để bắn lỗi skill tới từ vị trí của Zen thôi. Lợi thế hơn người đang dành cho các thành viên của bên phía team Face Clan. Không có việc gì để vội dành cho Face cả. Crystal đang muốn làm một điều gì đó ở khu vực outside với khẩu Mark 10. Bò đúng vào tâm của Grokey luôn. 3 Việt Nam. Lợi thế về người là quá lớn dành cho Face rồi. Cảm giác kiểu có Zen họ đang quá ngây thơ ấy. Đúng là như vậy rồi, nhưng mà Face Clan đều là những người mà em cảm thấy họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Makelele liệu có ném lửa để check cái khu vực ngách ven này hay không? Và ôi, cũng có một góc kê lại tới từ vị trí luôn. Quả lửa của Makelele kết thúc đi một người. Rocky hạ gục đi Sticko và chỉ còn lại một mình Makelele trong tình huống này thôi. Kozera 19 máu vẫn có mạng và 11-9 dành cho bên phía của team Face Clan. Đây vẫn sẽ là round thi đấu full bài tiếp theo dành cho God Sen. Đây mới là key round đối với họ. Key round dành cho God Sen nhưng mà không phải dành cho Face Clan. Lượng tiền của họ đang là rất nhiều. Cầu thủ đã có một lần tốt. Còn Rocky đang tìm lại chiến thuật ở khu vực outside với cái khẩu orb này. Full buy đến từ God Sen. Lần này thì họ có thắng được hay không là câu hỏi lớn nhất. Đã có vị trưởng Nico áp sát quả smoke ở khu vực A-Long nhưng ngay lập tức lùi về. Ra Face Clan khi bắn City Side rất ít khi ép ra khu vực outside nha. Lối bắn A-Long của Face Clan khá là khác Archelite, nhưng mà Archelite họ thường đẩy vô ra bốc thông tin. Còn trong round thi đấu này thì God Sen đang muốn di chuyển về khu vực Ram. Sai thăm mình đến từ Olop nhưng rất may là có thể chạy về. Gốc vẫn trả ra một quả lửa cũng được ném ở khu vực Under Heaven. Như vậy là không cho God Sen có thể di chuyển được. Nhưng quả smoke này, đó là một quả smoke one way dành cho Olof và Sticko không biết. Vâng, thật sự thì các thành viên của God Sen họ không hề tập trung vào trong cái trận thi đấu này. Phải nói rất nhiều trick bắt người cho Face Clan với quả smoke. Chúng đã thấy smoke one way của Nico ở khu vực Secret rồi và giờ lượt Olof rèn lỗ vị trí ở khu vực lobby. Olof đang muốn đẩy ngược ra, đặt tâm sai vẫn vả vào mặt của Michael Lele.
cuối cùng thì cũng bị sắp đao bởi Maiden rồi. Và lợi thế vẫn đang dành cho bên phía FaZe Clan nha. Nhưng mà Maiden có vẻ như sẽ có một tình huống mở cửa theo tham minh tới từ vị trí của Rain thôi. Nhưng Crystal đang xuống đặt bom. Và góc đặt bom này Rain vẫn chưa dám mở cửa. Ôi thôi xong rồi, đục quả này là đi này. Ui mà chưa, vẫn chưa có một tình huống đục nào của Rain cả. Đội hình của FaZe Clan họ đang về. Và đây là một quả smoke. Crystal đang muốn bò ra ừ. Giờ thì Crystal chủ động bò ra đây, bắt được một người, biết là người ngoài đang ở đâu, nhưng đó là bạn ấy cho Nico. Tình huống đưa về là hai đấu bà. Rain vẫn đang ở cánh cửa đơn. Ui góc đứng này của Maiden là cực kỳ chí mạng này. Bắt đầu lộ ra rồi. Những tình huống đục vẫn đang xuất hiện. Maiden không muốn lộ vị trí ra ở đây. Ông Maiden đang đứng ở một vị trí làm bố cả thế giới. Zen có cho mình hai cái mặt rồi. Rocky sủi rồi, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Như vậy là Godsend đã lên được round thắng thứ 10. Round thi đấu rất khó tin thì Godsend vẫn có thể làm được trong cái tình huống 3v4. 10-11 dành cho bên phía của Godsend. Và đội hình của bên phía team FaZe Clan họ yếu tiền trong round thi đấu này thì phải. Nhưng vẫn sẽ có top được, vẫn sẽ có thể full bài được đến từ đội của FaZe Clan. Vẫn rất là căng thẳng mà thôi. Chưa thể biết được rằng ai sẽ thắng trong cái round thứ 2 này. Sẽ là một round thi đấu full buy dành cho cả hai team, đồng thời là một key round dành cho cả hai luôn. Vẫn còn nhiều em phó quá em ạ. Lại còn có cả Digo nữa. Nếu đâu có xem thắng 16-11 thì sao nhỉ? Thế thì sẽ là bất ngờ quá luôn. Trong round thi đấu này thì yếu tiền Rain, hình như là Rain drop. À đâu, Rain không drop gì cả. Chỉ đơn giản là yếu tiền thôi, phải bắn Digo. Vâng, đội hình của bên phía team FaZe Clan họ nên tập trung hơn. Thế mà ra thì đấu vừa rồi họ có lợi thế nhưng họ để cho Godsend bắn toàn mặt thôi. Ui, cái sticker đây là Red Laminated rồi full sticker hầu. Howling Dawn sticker bị ban rồi không còn nữa và rất là đắt nha. Anh à, Nico lại tò mò lại nằm xuống cái tay của Crystal. Lợi thế về người cho Godsend, không có việc gì họ phải vội vã cả. Thoải mái thôi nhưng Rain thì đã đẩy được khu vực cửa vàng. Vị trí này đã lộ tay nhưng mà single vẫn headshot được Rain thành công. Khu vực trong lobby thì đó là vị trí của Kozera. Với cái lợi thế quá lớn này thì liệu có round thắng thứ 11 dành cho bên phía của Godsend hay không? Khả năng rất cao là điều này sẽ xảy ra. Maiden đang đẩy vào khu vực mini. Brocky có một khẩu ọp kê lại từ trong side, một mạng dành cho Brocky. Tràn vào luôn hay không đây? Brocky headshot được Crystal vậy. Ôi! Triple kill dành cho Brocky, 3 tình huống bắn không tưởng nhưng rút bom giữa đường thì phải trả giá. Olof đang muốn cover cho người đồng đội của mình, lộ cái đầu đến từ Stiko rồi. Cầu giờ là có một góc kê rất đẹp và đó là headshot luôn Maiklele. Còn một mình Stiko mà thôi, tất cả thay đổi 180 độ với một tình huống bắn off. Người ngoài hành tinh đến từ Brocky, bắn thế thì chịu rồi. 12-10 dành cho FaZe Clan rồi thì đến lượt Godsend yếu tiền. Vậy... vẩy rau này thì Godsend chịu làm sao được. Sự luôn. Thế thì FaZe Clan đánh rất to hơn hẳn hoàn toàn. Nhưng mà thật ra họ để 10 round thì Godsend bắn ra mắt thì hôm nay được đánh giá là tốt rồi nhá. Đây là một round thi đấu eco. Tỷ số có thể sẽ là 13-10. Và đội hình của bên phía team Godsend họ đang muốn di chuyển nhanh vào cửa luôn đây. Rain yếu máu rồi, thôi nét chấm dứt. Nét chấm dứt. Vâng, nhưng đó lại là mạng trong câu Zera. Và giờ thì Crystal hạ gục đi được Rain. Brocky kết thúc đi back lele. Brocky bắn trượt rồi. Crystal sẽ kê lại một tình huống này, ép đến từ khu vực phòng thay đồ. Và giờ thì câu Zera hạ gục đi Stickle thành công. Orlov kết thúc đi Crystal. Nhưng bom đang ở B. Đặt bom thôi. Zen sẽ là người xử lý 1v4. Đặt được bom để cho lượng tiền Godsend nhiều hơn. Góc bên trái có người. Vâng, thôi xong. Đó là một mạng dành cho Nico quá dễ dàng. Nhưng mà đó là một round thi đấu thành công đến từ Godsend rồi. Vâng, không hiểu tại sao FaZe lại bỏ bê cái tương mưa rồi. Godsend được free 800 đô cho mỗi người. Vậy là 800 nhân với 5 là 4.000. Thoải mái mà thôi. Giờ thì dư giả để bay rồi. Có thể lên ngọc nếu thích đến từ Maiklele. Tỷ số đang là 13-10 nghiêng về bên phía FaZe Clan. Godsend vẫn có thể làm được nếu mà họ tận dụng những cái đoạn thiếu Fox full buy. Khi mà họ cần thắng 2 round nữa thì mới có thể đẩy được FaZe Clan vào thế yếu tiền. Đây sẽ là một key round cực kỳ quan trọng dành cho bên phía của Godsend. Và team FaZe Clan thì họ vẫn đang có rất nhiều tiền thôi. Tôi cùng xem round thi đấu này sự lựa chọn của Godsend sẽ là như thế nào đây. Smoke rất nhiều ra khu vực outside lỏng. Nico đang là người kê lại. Và trên mái nhà H thì Rain cũng đang có góc kê khá đẹp rồi. Có quyết định đẩy làm ram luôn rồi.
Makelele vẫn đang kê ở dưới. Và giờ thì Nico cũng chưa xuất hiện ra. Đã vào được làm Nico kết thúc đi Crystal. Maiden có cho mình được double kill ở đây. Bomsea tạm thời. Ui ôi, sớm bốc lối. Không sao, không sao. Ơ, kia kìa, Sticko. Ơ, tiếng Sticko tại sao lại không bắn Olofmeister nhỉ? Tiếng muốn được đưa về là 3v3 rồi. Maiden đã entry được hai cái frag ở khu vực Bomsea. Clear được Bomsea rồi, nhưng mà quả bom thì vẫn chưa thể vào được khu vực Bomsai. Nếu mà chần chừ thì Godsend hoàn toàn có thể đánh mất đi cái cơ hội này. Và chúng ta phải cùng chờ những cái tình huống di chuyển đến từ Godsend mà thôi. Đặt bom là thành công đến từ Makelele. Nhưng mà để thủ quả bom này thì cũng sẽ rất là khó khăn. Một người thì đã bị deep. Có vẻ như đã có một người bị disconnect rồi. Đó là... Tình huống này đang là 2, à 3 vs 3 mà... Và giờ còn... Chúng tôi vẫn chưa biết... Vâng, có vẻ như là Proki sẽ xếp cho mình cầu họp và tỷ số sẽ là 11-13 dành cho Godsend. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong cái round thi đấu này. Vâng, cái tên Olofmeister đã biến mất khỏi HUD của SL, nhưng mà vừa rồi thì Olof vẫn có được một mạng. Và chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đưa cho câu chiếc còng tay, đưa Nico vào phòng bay. Cầu họp của Proki cũng có rất nhiều hoa văn rồi. Thôi xong rồi. Godsend đã lên được con số 11 rồi. Chúng ta phải xem lại từ entry. 1, 2, 3. Không có 4. Face, đến lượt face scan yếu tiền. Rõ ràng vừa nãy là Olof. Xem nào đội hình này. Đây Olof đây này, cái tay cái con dao của Olof vẫn ở bên trái. Vừa nãy là Olof bắn vào Sticko, chứng tỏ là Sticko mới là người lỗi máy. Đúng không? Sticko đang không nó đúng không? Đúng không? Olof làm gián điệp rồi. Khả năng là em phải tháng này làm tiền điện nhá. Ui, em quên mất chị ơi. Chịu khó tí, em đang bắn dở cái giải. Thôi đóng luôn đi, em chị ngắt điện đấy. Chị buồn cười, đợi tí. Em bắn xong trận em đóng. Không nói nhiều, cắt điện nhá. Sweet phạt Sticko Polygon. Chúng ta phải chờ cái tình huống reconnect lại đến từ Sticko mà thôi. Có technical thôi. Chắc chắn là lỗi máy đến từ Sticko. Một là bị bà chủ nhà ngắt điện, hai là mất điện toàn khu. Đây rồi, quay trở lại rồi. Và round thi đấu này sẽ bắt đầu sớm thôi. Bên phía Face Clan lợi tiền đang là hơi yếu khi mà tôi đã thấy Nico với Rain hơi thọt một chút. Sẽ drop được một súng đến từ Broky. Và Rain sẽ phải chịu chơi cho mình một khẩu Famas hoặc là SMG. Một khẩu MP9 cho chính xác. Round thì đầu tư 25. Một key round dành cho Face Clan. Nếu mà để thua, tỷ số sẽ là 13 đều. Crystal có tiền nha. Nhưng mà đang lựa chọn cho mình một khẩu Mark 10. Ý đồ là gì đây? Rocky vẫn là khẩu orb, nhưng lần này thì không bắn ở khu vực Under Heaven nữa. Sẽ là trong Gara. Một tầm nhìn rộng mở hơn dành cho Rocky. Chính xác là như vậy rồi. Và giờ đội hình của bên phía Team Godsend đang có những cái pha kề lại từ khu vực outside. Nó có vẻ như là họ đang muốn đánh vào B trong cái round thi đấu này. Bộ đôi Rain cũng như câu Zera đã đẩy ra khu vực lobby rồi. Crystal không cần thì sẽ nằm xuống. Mặt ngay dành cho Rain. Đơn giản là thôi. Lợi thế về người của Face Clan. Maiden không thay đổi được cái mạng này. Chỉ với không MP9 thôi mà Rain vẫn gây rất nhiều khó chịu cho đội hình của Godsend. Với tình huống đẩy lobby. Bây giờ thì lợi thế đang lớn. Ui, đẩy ra luôn đến các thành viên ở bên phía Team Fangclan rồi. Ở khu vực Ramen đã có đến 2 người. Sẽ có một tuống đẩy lên. Broky có cho mình cái mạng của Makelele. Hay sau đó họ đã phản ứng tình công đến Maiden Sticko. Và đổ vốn bắt câu Zera đem về ra thắng thứ 14 dành cho bên phía của Fangclan. 14-11 thuộc với các thành viên của Fangclan. Và bây giờ thì họ chỉ cách cái match point một round thi đấu nữa. Vì Godsend cũng đã yếu tiền trong round thi đấu này rồi. Quyết định của Godsend sẽ là gì đây? Vâng, Zen đã lên một cái giáp 2 rồi. Foxfire. Nếu mà Foxfire thì Godsend đụng tay sập lại cái cánh cửa cơ hội của mình cho cái map thiếu thứ hai. Đúng rồi, sẽ là một round thi đấu Foxfire thì Makelele chỉ có một khẩu Gali, còn Zen sẽ bắn tech 9. Mạng Face Clan đang nắm trong tay quyền tự quyết để đưa trận đấu này đi được match point.
Như vậy thì một bài luôn trong round thi đấu tiếp theo này. Brocky kết thúc đi vị trí của Crystal. Và giờ đây là một tình lợi thế quá lớn dành cho đội của Fakeland. Và nếu như Fakeland thắng trong round thi đấu này thì mọi thứ chấm dứt với Godsend luôn. Liệu cái trận đấu này kết thúc sớm với tỷ số là 2-0 hay không? Godsend vẫn đang rất chậm rãi ở khu vực Ram. Mà ở Ram thì đang là cái tên Olof Meister bồm ngay láo với chúng tôi này. Nhìn trộm này, giờ thì Olof tiếp tục có một góc kê điếm ở khu vực Ram nữa. Di chuyển theo Tham Minh, Zen đã bước qua được rồi và một free kill dành cho Zen. Nhưng mà không hiểu tại sao tình huống lại được đưa về là 4v2 dành cho FaZe. Giao tranh ở Ram một lúc là thế, nhưng mà Dũng mất 3 người dành cho Godsend rồi. Dùng giải đến mây kéo nhau về B, nhưng Rain thì đã chiếm được khu vực bằng điều khiển. Đẩy vào và đó là headshot cay dành cho Rain. Zen và Rain đối đầu sau cánh cửa này, không có cơ hội nào dành cho Zen cả. 15-11. Và có vẻ như là số phận sẽ an bài dành cho Godsend thôi. Bây giờ thì Godsend sẽ phải full bài với những lượng tiền còn lại nhỏ nhoi. Đúng là một trận thi đấu mà bên phía của team FaZe Clan họ đã làm chủ trận thi đấu này. Godsend mới chỉ lên được 11 round đấu thôi. Godsend hạng chống nè, nhưng mà có vẻ trận đấu này đang tập toán nơi rồi. Dù thế nào có sinh hạng đúng hơn là Rain bằng 2 free kill. Và Maiden tiếp tục cống mạng cho Rain thôi. Xong trận đấu này, ra trận đấu cuối kết thúc trong vòng 20 giây. Chán game đến từ Godsend rồi. 16-11 trong cái map thiếu thứ 2. Kết quả trong vánh. Trong vánh một chút. Và chúng ta sẽ chờ cho cái mấy cái replay này hết, gặp lại nhau ở màn caster. Vâng, như vậy thì chúng ta đã kết thúc trận thi đấu diễn ra giữa các thành viên của bên phía team FaZe Clan, của bên đó là Godsend rồi. Và lượt trận thi đấu tiếp theo sẽ được cast bởi caster Popsy cũng như caster Chí ở trận thi đấu giữa Archelid. Và đối thủ của họ là gì? Anh hãy Archelid và Dignitas. Dignitas. Vâng, một trận đấu mà không biết là lần này thì Archelid có thắng Dignitas với cái tỷ số là, anh còn nhớ trận mà Archelid bản VNIP mà đội hình cũ đúng không? Và 15-0. Không, đội hình cũ là họ trẻ, còn đội hình này thì thôi, đội hình này Archelid ngày xưa em nhớ ngày xưa không? Nip cũ không? Toàn nip lab cũ đây đúng không? Ừ, vẫn lab Archelid đấy. Archelid bắn như nào? Họ toàn hủy diệt cái lab về thôi. Thế thì bây giờ suy ra là lab này cũng sẽ thế thôi. Vâng, và cảm ơn anh em rất nhiều. Có lẽ là mình cũng như là Hoàng Long sẽ nghỉ tại đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những lượt trận thi đấu vào buổi sáng ngày mai. Khi lượt trận thi đấu lúc 3 giờ xong thì 9 rưỡi sáng nha anh em. 9 rưỡi sáng hãy bật kênh 500 lên để xem những trận đấu ở khu vực Oceania. Và chúng ta cũng sẽ có những caster mới góp mặt ở trong lượt thi đấu buổi sáng. Anh em hãy cùng chờ đón xem là ai nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì hãy cùng gặp lại nhau ở trận thi đấu tiếp theo.